Quý xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của Luân ngày hôm nay. Đấy, hôm nay cũng chưa trưa rồi. Bây giờ mình phải xuất phát đấy mọi người này. Đây có mấy cái ao hoang đẹp đẹp ấy. Bên quanh này có mấy ao. Đấy, mình sẽ đi câu hôm nay, địa điểm là tại đây. Mình sẽ tìm ở dưới này, chắc cũng khó tìm đây, nhưng mà cố gắng. Có chắc chắn là Luân to đấy. Thôi, mình sẽ đi tìm đây mọi người ơi. Tìm mọi người góc này trước. Ui cô. Chọn ngay trời. Đẹp lắm mọi người ơi. Nó to quá, bắt bằng tay khổ à. Ui, mặt sâu quá. Được. Tầm khoảng 200g đến 250g đến 300g. Tầm 250g. Hơn đấy, năm đấy. Em đầu tiên. Gì ăn thế? Ngon nhá mọi người. Cái này ngon đấy. Ui lớn to chưa? Ui quá đẹp luôn anh em ơi. Mày đẹp mê ly. Trùng mạnh rồi, hôm nay trùng mạnh rồi. Đi một lúc mà trùng mạnh rồi. Hôm nay trùng to rồi anh em ơi. Yes, này lớn đẹp chưa? Con này. Ui lươn đẹp thế. Ui hai con này sướng rồi. Trông to rồi. Đẹp thật. Chà, lươn quá tuyệt vời. Đấy, con lươn ở trên này này.
Đấy. Đuôi này. Ui ui. Ui, thằng khủng rồi. Ui. Ui, ui lặng thế. Ui. Kệ không lên luôn. Chết dở. Ôi, cứng thế này. Ôi, nó cứng. Ôi, sao nó to thế trời. Ôi, ôi, nó kéo vào. Trời ơi. Để đâu còn móc háng nữa chứ. Vướng mệt quá. Chấp nhận đi đây. Thank you.
lùi của tổ. Ui, khủng bố. Ui, ui là của tổ. Ui là của tổ. Ôi lươn này. Ôi nó sọt đâu có được con to thế. Ôi sướng quá. Ừ, to này. Nảy bão quá. Con này hơi ốm nhá. Hơi ốm này. Con này ốm. Con này mà nó béo lên nữa thì cả cân. Ui cái đầu nữa này. Con này nhá. Anh em đoạn là vui nhá. Mấy lạng. Mấy trăm gram ấy. Vậy là hôm nay mình sẽ đi tổng nữa. Đấy, thì được bao nhiêu thì sẽ có câu nhá. Nếu anh em thích để câu á, giống như hôm nọ ấy, được đâu ấy, mình sẽ tặng ship câu nhá. Đây. Okay. Con này nhá, vì là tổng rồi nhá. Đây cái mồm này. Được, được ba con. Ui, nó lớn. Ui nó to. Hơi ủm thôi. Nó to, nó kít. Mệt. Khiếp, nó kiểu là mới biết thôi mà. Rồi, ok. Mình xuống mình rửa chân tay đã. Bẩn quá đâu. Đây, bây giờ mới về đây mọi người ơi. Hôm nay đang quay thì nó hết pin. Giờ mới về thì mình đang sạc, vừa cắm sạc vừa quay đây. Thì hôm nay mình sẽ đoán vui anh em nhá. Bây giờ quay lại như ngày xưa ấy. Vui anh em tác nghiệp cho nó vui, anh em đoạn lấy câu nhá. Và con to này bao nhiêu này? Và tổng là bao nhiêu đấy? Anh em đoạn chúng thì kết quả chúng hoặc là sát nhất hai người nhá. Để anh em có động lực vui thôi. Đấy thì bây giờ mình sẽ cân con này. Anh em xem này, con này to đấy nhá. Nó hơi ốm, to. Chắc chắn là to đấy nhá. Cái đầu nó có đung này. Đấy thì 4 con. Còn con nhỏ. Con này to. Đấy bây giờ đống này là bao nhiêu đấy? Con này. Ôi khá đấy anh em nhá. Rồi bây giờ thì cái phần tập sau ấy thì mình sẽ đăng kết quả. Còn tập này thì bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây. Đấy thì anh em đoán cho vui nhá. Rồi ok, mình xin chào và hẹn tạm biệt mọi người ở video sau. Bye bye mọi người.